Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bắp chiên. Bây giờ ta đây, ta chuẩn bị một trái bắp. Ta bắt đầu bào bắp. Mình chặt cái đầu này đi các cháu ạ. Đó, mình chặt cái đầu đi. Ta bắt đầu bào bắp. Chiên thì mình bào to to cũng được, không cần như là dè bắp đâu. Hôm nay cô rất là buồn, từ vì cô mới bị mất mấy cái video bị xóa mất rồi. Hôm qua cô bị xóa mất mấy cái video, cô rất là buồn. Hôm nay nó rẻ lắm các cháu ạ, cô mua cho bắp là có 4.000 nè. Mấy hôm nữa cô sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh dẻo nhân đậu xanh. Có các cháu yêu cầu cô làm dẻ bột lọc nè, cô sẽ cố gắng. Cô thì bận lắm, cô rất là bận. Nhưng mà thôi, sẽ ưu tiên cho các cháu. Ban ngày thì cô phải làm bánh lăng, cô đi bán và cô đi bán hàng. Ban đêm cô mới rảnh được. Đó, bây giờ ta đã bào xong trái bắp rồi các cháu và các bạn ạ. Bây giờ ta bắt đầu cho vào đây một ít hành lá. Đó, cho vào đây ít hành lá. Mình có thể cho hành tím nhưng mà cô thì cô không thích ăn hành tím. Cho nên cô cho hành lá. Đó, ta cho hành lá vào. Ta cho ớt vào. Ta có thể cho ớt bột cũng được mà ớt thái nào cũng được. Cô thì cô thích ăn ớt này cho nên cô cho ớt này. Các cháu thích ăn ớt bột, các cháu cho ớt bột. Các cháu ở đây một chút bột ngọt. Một chút bột nêm. Chắc là từ từ thôi nha, mới nó mặn nha. Đó. Cho vào đây một chút tiêu. Và một quả trứng. Ta bắt đầu dùng đũa đánh lên. Mình có thể ăn nhiều trứng thì mình cho hai quả. Cô thì cô cũng chỉ ăn trứng cho cô ăn một trái thôi. Tôi cho vô đây một muỗng bột mì các cháu ạ. Đó, một muỗng bột mì. Mình không cần ăn bột bắp được, mà mình thích ăn bột bắp thì mình cho, mà không ăn bột bắp thì cũng được, không sao cả. Mình cho thêm một muỗng bột mì nữa. Tại vì lâu lắm rồi cô không có làm. Cho nên là cô không có nhớ.
Mình nếm thử xem vừa cho các cháu ạ. Vừa rồi. Cho thêm miếng bột mì nữa cho nó dẻo, tùy mình nha các cháu ạ. Mình muốn cho ăn nhiều bột mì thì mình ăn đó. Cho thêm miếng bột mì nữa. Bây giờ thì ta bắt đầu đổ dầu ăn vào trong cái chảo này. Ta bắt đầu bật bếp lên. Để cho chảo dầu nóng nóng, chúng ta bắt đầu chiên các cháu ạ. Mình chiên lửa nhỏ thôi, mình đừng có chiên lửa to cháy. Cái bắp này mình không cần bỏ đường đâu, tại vì bắp nó đã ngọt rồi các cháu ạ. Đó, mình cho cái đũa vào đây, thấy nó sùi sùi vọt là được rồi. Để lửa nhỏ thôi các cháu, đó, để lửa nhỏ thôi. Đó, mình để rời rời ra đó. Có thể dùng một cái rây này ta để ta lọc mỡ. Bây giờ ta đổ tương ớt ra đây.
Để lát nữa chín nó bắt đầu tan thử. Và các cháu nhìn nè, cô mua chỉ có một cái bắp 4.000 thôi mà biết cô chiên được mấy miếng không nè? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 miếng, một cái bắp 4.000. Với lại một chút hành lá. Đó, còn dầu ăn nhà mình có rồi, tương ớt nhà mình có rồi mà cô chiên được 7 miếng. Chủ nhật các cháu ở nhà cho mua bắp về, rủ bạn bè tới chiên ăn rất là ngon và rất là rẻ mà rất là dễ làm. Bây giờ cô bắt đầu ăn thử. Ta chấm tương ớt ta ăn. Ủa ngon quá. Ngon ghê. Các cháu mua chừng 2 bắp thôi, 3 bắp thôi là về ăn cả nhà luôn. Cô mua 1 bắp 4.000. Một quả trứng nhà cô có. Rồi hành lá, tiêu, bột ngọt, bột nêm, ớt. Ngon quá trời ngon. Có cái muốn bỏ bắp thì bỏ mà không bỏ thì thôi cũng được. Cô cho bột mì không à. Cay cay, ngọt ngọt, rất là ngon. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.